Bác sĩ cảnh báo muốn sống lâu, đừng bao giờ làm 6 việc này sau 9 giờ tối vì sẽ gây hại cho gan thận, làm mất ngủ và kéo theo nhiều căn bệnh mãn tính. Các bác thân mến, thời gian buổi tối là lúc cơ thể chúng ta được thư giãn sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Tuy nhiên, tôi để ý thấy có không ít cô bác có những thói quen xấu vào buổi tối, cũng như những thói quen tai hại này không chỉ ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô bác đâu mà còn gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe nói chung. Vậy những việc làm mà chúng ta không được làm vào buổi tối kẻo chết nhanh hơn cả ung thư là gì? Và liệu cô bác có đang mắc phải hay không? Mời bà con cô bác hãy cùng tìm hiểu trong nội dung chương trình ngày hôm nay. Có lẽ cô bác đã nghe đến cụm từ thói quen ngủ hay vệ sinh giấc ngủ rồi phải không ạ? Vậy cô bác có biết rằng khoảng thời gian từ 9 giờ đến sáng là thời điểm vô cùng quan trọng trong ngày? Bởi vì kể từ lúc 9 giờ tối thì các hệ miễn dịch và cơ quan đào thải chất độc sẽ hoạt động. Lúc này thì cơ thể rất cần được thư giãn để đi vào giấc ngủ. Bất cứ hoạt động nào như ăn uống, vận động hay vui chơi quá mức trong thời điểm này cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà con, khiến đồng hồ sinh học của con người bị đảo lộn. Mất ngủ cũng chính là nguyên nhân gây hại cho gan thận và nhiều căn bệnh liên quan mãn tính nguy hiểm. Để tránh làm tổn hại đến cơ thể, nhiều chuyên gia sức khỏe đều khuyên mọi người hãy tránh thực hiện 6 việc sau, sau 9 giờ tối. Đầu tiên, mặc quần áo quá chật khi đi ngủ cực kỳ có hại, gây tắc nghẽn mạch máu, qua đời lúc nào chẳng hay. Trẻ bị gò bó, khó chịu, máu lưu thông kém, giấc ngủ cũng khó mà sâu được. Hơn nữa thì nó còn khiến cho cơ thể bà con rơi vào trạng thái căng thẳng. Mặc quần áo quá bó sát khi đi ngủ có thể làm tăng nhiệt độ của cơ thể, làm giảm sự tiết melatonin và hormone tăng trưởng. Tương tự, đối với chị em phụ nữ chúng ta khi đi ngủ nên cởi bỏ một lớp áo lót hoặc là đồ lót quá chật, bó sát vào người. Đồ lót thường sẽ bó sát vào cơ thể, đặc biệt là áo ngực, khiến các phần của cơ thể ở khu vực đó bị bức bí. Khoa học đã chứng minh được rằng việc ngủ nút hay còn gọi là không mặc đồ khi đi ngủ sẽ tốt cho sức khỏe hơn rất nhiều. Nếu không quen một thói quen ngủ như vậy, cô bác hãy cởi bỏ đồ lót và mặc quần áo thật rộng rãi là được. Một bộ quần áo rộng rãi, thoải mái đương nhiên sẽ làm cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn khi đi ngủ. Nó cũng rất tốt cho làn da bởi tránh được tình trạng bị bức bí, khó thở. Chất liệu của đồ ngủ có mối liên quan mật thiết tới chất lượng của giấc ngủ bà con. Các chất liệu bức bí có thể khiến bà con cô bác cảm thấy rất khó chịu, ngứa ngáy và không thể ngủ được. Bà con nên chọn những bộ đồ ngủ có chất liệu cốt tông, co giãn vẫn là tốt nhất. Thứ hai, ăn nhiều vào bữa tối, đặc biệt là ăn đêm. Chẳng nói đâu xa, chứ như cháu họ nhà tôi đây, con bé rất hay ăn đêm và đặc biệt là rất thích các đồ ăn ngọt, nước ngọt có ga. Mẹ của cháu bé thì vẫn than vãn với chúng tôi rằng cứ đến 10-11 giờ tối là cháu lại lục đục xuống bếp nấu mì, ăn đêm hoặc là tìm một cái gì đó để lót dạ. Năm nay thì cháu cũng mới học lớp 9 thôi nhưng mà đã nặng tới 70kg. Đi khám bác sĩ thì bác sĩ cũng bảo là cháu bị mắc bệnh thừa cân béo phì rồi. Bệnh này thì không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng, vận động hàng ngày mà còn có nguy cơ mắc bệnh lý về tim mạch, đột quỵ, loãng xương rất cao và thậm chí có thể rút ngắn từ 15 đến 20 năm tuổi thọ. Vâng, cô bác thấy đấy, thói quen ăn uống không khoa học gây ra rất nhiều ảnh hưởng xấu cho sức khỏe. Nếu bà con cô bác là một người trân trọng sức khỏe của chính mình thì hãy tránh xa việc ăn tối quá muộn và đặc biệt là sử dụng đồ ăn đêm. Theo các báo cáo nghiên cứu khoa học, việc tiêu thụ các thực phẩm giàu đạm như thịt, trứng vào đêm khuya thì chất đạm sẽ đọng lại trong ruột do nó không có thời gian tiêu hóa kịp thời và chúng sẽ bị biến chất sinh ra ammoniac, indole, hydrogen, sulfide và cùng với đó là các chất hóa học khác, gây ra sự kích thích thành ruột và từ đó gây bệnh ung thư. Ngoài ra, thói quen ăn tối quá no sẽ khiến dạ dày không được nghỉ ngơi, làm tăng gánh nặng cho dạ dày, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô bác. Y học cổ truyền Trung Quốc cũng có câu, dạ dày bất ổn sẽ dẫn đến khó ngủ. Chỉ khi dạ dày của chúng ta thực sự thoải mái và trơn tru mới có thể đảm bảo được giấc ngủ ngon. Vì vậy, tốt nhất cô bác không nên ăn trước khi đi ngủ khoảng 2 giờ đồng hồ. Nếu cảm thấy là mình rất đói trước khi đi ngủ, cô bác có thể lựa chọn ăn một chế độ ăn thật nhẹ nhàng, chẳng hạn như một lát bánh mì nguyên cám, một quả trứng luộc hoặc là một cốc sữa ấm. Ngoài ra thì bữa tối cũng không nên ăn quá no đâu nhé. Tránh các thức ăn gây đầy hơi như khoai tây, hành tây, đậu, cải thảo, đặc biệt là đồ ăn chiên rán cô bác nhé. Thứ ba, sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử vào ban đêm. Trước khi đi ngủ thì nhiều người vẫn thường có thói quen nằm trên giường để chơi game, xem tin tức, nói chuyện điện thoại với bạn bè. Điều này không làm cơ thể chúng ta cảm thấy thư giãn mà còn dẫn đến mệt mỏi hơn. Một nghiên cứu của Mỹ đã cho thấy rằng chỉ cần mọi người chúng ta sử dụng điện thoại thông minh trong vòng 20 phút sau 9 giờ tối cũng khiến mức độ mệt mỏi tăng lên đáng kể, thậm chí ảnh hưởng đến sự tập trung trong công việc vào ngày hôm sau. Các bác sĩ nhãn khoa cũng cho rằng sự căng thẳng cao độ ở võng mạc khi sử dụng điện thoại vào đêm muộn, nhất là trong bóng tối có thể dẫn đến các chứng rối loạn về mắt như thoái hóa điểm vàng. Trong trường hợp nghiêm trọng, mắt của cô bác có khả năng bị mù vĩnh viễn.
Ngoài ra, các nghiên cứu ở Mỹ cũng cho thấy rằng sử dụng các thiết bị điện tử vào ban đêm có thể khiến chúng ta dễ rơi vào vòng vây của bệnh tật. Vì việc này có thể ức chế não bộ sản sinh ra một loại hormone đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa đồng hồ sinh học của cơ thể. Và khi thiếu chất này thì có thể dẫn đến các nguy cơ mắc bệnh ung thư vú, ung thư buồng trứng và ung thư tuyến tiền liệt cao hơn. Ngoài ra thì cô bác cũng không nên xem các bộ phim hay là các chương trình gây kích thích, ví dụ như là phim kinh dị, vì khoảng thời gian 11 giờ tối đến 6 giờ sáng đó là khoảng thời gian vàng để chúng ta có thể đi ngủ. Để đảm bảo giấc ngủ ngon, tốt nhất cô bác nên đi ngủ trước 11 giờ. Y học cổ truyền Trung Quốc cũng tin rằng trước tiên là ngủ tâm, sau đó ngủ mắt, tức là tâm phải tĩnh thì mắt chúng ta mới ngủ được, đảm bảo có một giấc ngủ ngon. Do đó, sau 9 giờ tối, đặc biệt tránh xa các cảm xúc quá phấn khích, không xem các chương trình gây kích thích như phim ma, đấu súng, hát karaoke, khiến vỏ não phải hoạt động mạnh, sự hưng phấn của não không thể tắt kịp thời. Điều này có thể dẫn đến tình trạng khó ngủ hay mơ vào ban đêm. Sau khi thức dậy vào ngày hôm sau, cô bác sẽ cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi và sự tập trung không có để làm việc. Thứ tư, tránh vận động mạnh hay tập luyện cường độ cao vào buổi tối. Y học cổ truyền Trung Quốc tuân thủ theo nguyên tắc làm việc lúc mặt trời mọc và nghỉ ngơi lúc hoàng hôn buông. Điều này sẽ cho gan của chúng ta đủ máu và nuôi dưỡng gan tốt hơn. Ngược lại, việc thức khuya trong thời gian dài có thể khiến cơ thể con người bị mất cân bằng dinh dưỡng, âm dương và khí huyết gan thận cạn kiệt, chức năng suy giảm. Đặc biệt là sau 9 giờ tối không nên vận động quá mạnh, tránh chạy nhảy, chơi bóng, khiêu vũ. Nếu không, não bộ sẽ ở trạng thái rất hưng phấn, khó mà đi vào giấc ngủ được. Trước khi đi ngủ, cô bác có thể thực hiện một số bài tập kéo giãn tay chân một cách nhẹ nhàng để cơ thể và tâm trí được thả lỏng, thư giãn. Kéo giãn nhẹ cơ thể để tĩnh tâm, xoa bụng, xoa eo, xoa bóp các huyệt để chăm sóc sức khỏe. Không tập thể dục, chạy nhảy dây trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 giờ trước khi cô bác đi ngủ nhé. Thứ năm, không uống nhiều nước vào buổi tối. Cô bác cần hạn chế uống nước sau khoảng 9 giờ tối, nếu không thì sáng hôm sau sẽ bị thành bọng mắt, phù nề. Hơn nữa thì uống nhiều nước vào lúc này cũng sẽ làm tăng gánh nặng cho thận, gây tiểu đêm nhiều và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Nếu bà con cảm thấy khát nước, có thể uống một lượng rất nhỏ thôi. Cần tránh uống cà phê, trà vì có thể kích thích hệ thần kinh, khiến con người khó ngủ. Việc uống trà hay cà phê quá muộn sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của bà con. Đây là loại đồ uống có chứa rất nhiều caffeine, khiến cơ thể bị căng thẳng thần kinh và tập trung sự tỉnh táo. Bên cạnh đó, loại đồ uống này cũng có thể làm hại cho gan và thận và khiến chúng phải hoạt động nhiều hơn. Nếu kéo dài sẽ gây ra tình trạng suy giảm gan thận. Mặt khác, nhiều người thường uống một chút rượu trước khi đi ngủ vì họ cho rằng rượu có tác dụng thúc đẩy giấc ngủ nhanh hơn. Nhưng các nghiên cứu đã chứng minh điều ngược lại. Mặc dù rượu có thể khiến người ta nhanh chóng đi vào giấc ngủ, nhưng chỉ có thể ngủ mơ màng, khó đi vào giai đoạn ngủ sâu. Uống một ly sữa buổi tối cũng như vậy. Mặc dù uống một ly sữa ấm buổi tối là rất tốt cho sức khỏe, nhưng sau 21 giờ tối sẽ gây ra những hậu quả không mong muốn. Uống sữa trước khi đi ngủ có thể gây khó khăn cho hệ tiêu hóa, làm ảnh hưởng xấu đến men răng của bà con. Sữa chứa rất nhiều đường, lactose và có thể gây tắc nghẽn mạch máu khiến máu khó lưu thông. Điều này sẽ khiến bà con bị thức giấc vào ban đêm. Đồng thời khi bà con uống sữa muộn cũng sẽ làm hệ tiêu hóa của bà con của bác phải hoạt động vất vả hơn. Ngoài ra, cô bác cũng không nên tắm quá muộn vì có thể gây ra tình trạng đột quỵ vào ban đêm. Tắm muộn là thói quen cực kỳ nguy hiểm đấy ạ. Bởi lúc này nhiệt độ và không khí đã giảm xuống nên rất dễ dẫn đến nhiều bệnh nhẹ thì đau đầu, mỏi cổ, đau nhức tay chân, cử động chân tay khó khăn. Trường hợp nặng có thể gây nguy hiểm, dẫn đến tai nạn, đột quỵ và tử vong. Ngoài ra, tắm nước quá nóng hoặc quá lạnh vào ban đêm cũng dễ gây bệnh cảm, lạnh phổi, nhất là đối với những người bị suy yếu hệ miễn dịch. Nguy hiểm hơn là có khả năng đối mặt với bệnh sốt siêu vi, thậm chí là xảy ra nhiễm trùng phổi. Khi hệ thống hô hấp bị suy yếu và lâu dần mất đi sức đề kháng, thêm vào đó là do da đầu bị nhiễm lạnh. Và khi tắm khuya và đi ngủ, tóc chúng ta còn ướt, từ đó sẽ tạo thành những tác động xấu đến mạch máu. Tình trạng này kéo dài sẽ gây ra chứng đau đầu kinh niên đấy ạ. Do vậy, các bác sĩ khuyên chúng ta không nên tắm sau 23 giờ đêm, cũng như hạn chế tắm nước lạnh để tránh những ảnh hưởng không tốt cho cơ thể. Cuộc sống của phần lớn mọi người hiện nay đó là đi làm, là một chuỗi hoạt động nhất định được lặp đi lặp lại hàng ngày. Sáng thức dậy chúng ta đi làm, chiều tan ca về lại nấu nướng, tắm rửa và nghỉ ngơi. Vậy nên dùng quỹ thời gian này như thế nào cho hiệu quả và hợp lý thì không phải là ai cũng biết. Dưới đây là danh sách những điều mà chúng ta nên làm vào buổi tối để luôn khỏe mạnh và thành công. Đầu tiên là thư giãn đầu óc. Mỗi chúng ta đều dành quá nhiều thời gian với bộn bề của cuộc sống thường ngày. Vậy nên loại thuốc tốt nhất để nạp lại năng lượng cho cơ thể đó là dành một chút thời gian buổi tối để không làm gì cả. Cô bác có thể tìm một góc thật thoải mái, yên bình, tĩnh lặng trong nhà, ngồi thiền hoặc đơn giản là tập trung vào nhịp thở của mình. Thay vì trầm ngâm với những lo toan công việc
của gia đình. Tạo cho mình một vài khoảnh khắc như thế không chỉ có một giấc ngủ ngon mà còn giúp tăng cường sự tập trung cho não bộ. Thứ hai, tập thể dục thật nhẹ nhàng trước khi đi ngủ. Trong khoảng thời gian này thì những bài tập quá mạnh mẽ có thể khiến não rơi vào trạng thái hưng phấn, tuy rằng dễ có một chất lượng giấc ngủ lại không cao. Thay vào đó, đi bộ ngắn, một vài động tác yoga hay chỉ đơn giản là co duỗi toàn thân cũng có thể khiến trạng thái cơ thể và tinh thần trở nên thư thái hơn rất nhiều. Thứ ba, tắm nước nóng. Theo nhiều chuyên gia, nhiệt độ cơ thể là yếu tố rất quan trọng trong việc điều hòa giấc ngủ. Tắm bằng nước nóng vào buổi tối có thể hỗ trợ quá trình đó. Nước nóng kích thích các dây thần kinh và hệ tuần hoàn của máu, làm ấm cơ thể, tạo cảm giác thư giãn cũng như cải thiện chất lượng giấc ngủ của bà con. Thứ tư, đọc sách. Hầu hết những doanh nhân thành công đều đọc sách mỗi ngày. Thời gian rảnh rỗi hiếm hoi trước khi đi ngủ lúc này rõ ràng là một khoảng thời gian tuyệt vời để nghiền ngẫm một cuốn sách nào đó. Đọc sách không chỉ giúp ích cho quá trình tìm kiếm thành công mà nó còn giúp chúng ta xả stress, giúp tinh thần bình tĩnh trở lại hơn. Nó cũng rất hữu ích trong việc phát triển tư duy, nhận thức và sự sáng tạo. Và thứ năm, ra soát lại ngày hôm nay và lên kế hoạch cho ngày mai. Benjamin Franklin từng nổi tiếng với câu nói mà ông tự hỏi mình vào mỗi tối. Hôm nay tôi đã làm được những gì? Và ngày hôm nay tôi sẽ làm gì đây? Bằng cách tự đặt ra cho mình hai câu hỏi này, chúng ta có thể tự suy nghĩ về những gì mình đã làm và cả những điều đã không làm trong ngày. Qua đó có thể suy nghĩ về những thất bại, nhìn lại những thành công, sau đó tự tạo cho mình một khởi đầu một ngày mới có hiệu quả hơn. Đồng thời khi lên kế hoạch cụ thể cho ngày mới và biết chính xác mình có gì, làm gì sẽ giúp chúng ta có những thành công vào ngày mai. Bà con cô bác thân mến, rõ ràng những thói quen tưởng chừng nhỏ và vô hại lại ảnh hưởng khá nhiều tới tình trạng sức khỏe cũng như sự thành công của mỗi chúng ta. Trên đây là 5 điều nên làm và 6 điều không nên làm vào buổi tối trước khi đi ngủ. Vô cùng đơn giản và dễ thực hiện, ai cho chúng ta cũng có thể làm được. Hy vọng rằng sau khi làm theo những lời khuyên nho nhỏ ở trên, cô bác sẽ cảm thấy luôn được khỏe mạnh và thư thái, minh mẫn hơn, từ đó gặt hái được những thành công trong công việc và cuộc sống. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau trên kênh An Tâm Sống Khỏe.